dựng Bệnh viện Phương Đông với triết lý xem con người là trung tâm, Jack Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổ hợp Y tế Phương Đông, không ngừng truyền cảm hứng làm việc cho đội ngũ cán bộ, nhân viên bệnh viện. Ông tâm niệm, để chăm sóc và phục vụ người khác, làm cho người khác hạnh phúc, thì trước tiên phải làm tốt sứ mệnh của mình. Xem Phương Đông là tâm huyết lớn lao nhất trong thời điểm này, Jack Việt quan tâm tạo động lực làm việc cho nhân viên bằng những bài học cực kỳ thấu đáo. Không phải điều gì chúng ta cũng biết, quan trọng là chúng ta có muốn biết, muốn học hỏi hay không. Phải tìm tòi, học hỏi không ngừng. Nếu đã muốn tìm thì có ở tận cùng thế giới cũng sẽ tìm thấy. Trong y tế, tuyệt đối không được bỏ sót công đoạn. Người Việt Nam hay thông minh kiểu thấy công đoạn không cần thiết là bỏ đi, mà đâu biết đó có khi là quy tắc của an toàn lao động. Không chuyên nghiệp thì không làm việc gì được. Khi các bạn là một mắt xích trong hệ thống, việc các bạn làm vậy sẽ rất ảnh hưởng đến tập thể. Nhiều người không tự tìm cách giải quyết công việc của mình, làm việc theo kiểu thụ động. Tôi hay nói đùa là thấy dễ làm, khó bỏ. Bão gì thì bão, gió gì thì gió, nếu chúng ta biết cúi mình xuống thì vẫn tránh được gió bão. Nếu chúng ta biết được nhược điểm của bản thân, không chủ quan trong bất cứ trường hợp nào, có thái độ khiêm tốn học hỏi, khó khăn gì cũng qua được hết. Thất bại và sự va vấp sẽ là người thầy lớn nhất đối với mỗi con người. Ngã và tự biết đứng dậy, đó mới là điều quan trọng nhất. Thương vụ bạc tỷ mùa 3 năm nay, Jack Việt quay trở lại với vị trí nhà đầu tư chính, hứa hẹn những màn đấu chất và đầu tư hấp dẫn. Thông qua Shark Tank mùa 3, tôi mong muốn các bạn startup làm gì cũng phải kiên định, làm đến cùng. Never give up.